Caro bà con, bà con ta biết caro hết rồi phải không bà con? Caro nó tốt và nó rất tốt cho khi ta ăn thịt caro. À, có nhiều quán chỉ chuyên bán bún caro, xào caro, nhưng mà caro nó tốt lắm, nhưng mà không phải ai cũng ăn được. Những người có bệnh thế này và những căn bệnh này thì vui lòng đừng ăn caro. Ăn caro vào nó xấu đi cho sức khỏe của mình, nó làm cho căn bệnh của mình lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi và sức khỏe càng ngày càng xấu đi. Vậy là những người không ăn caro là người bệnh hen, suyễn, xương, khớp, viêm trong cơ thể, ung thư và có những bệnh ung thư là vui lòng đừng ăn caro nha bà con. Ăn caro không tốt gì cho sức khỏe mà chỉ là hại cho căn bệnh mình xấu đi tình trạng sức khỏe. Đó là những người không nên ăn caro, vui lòng đừng ăn. Đó là những người có bệnh hen suyễn, xương khớp, viêm trong cơ thể, ung thư và có bệnh ung thư, vui lòng đừng ăn nha bà con. Vui lòng đừng ăn caro để tốt cho sức khỏe của mình và căn bệnh của mình. Ngoài ra caro nó rất tốt, nó tốt rất nhiều. Bởi vì nó có protein, axit, omega 3, nó tốt cho hệ tim mạch, mắt, hệ thần kinh. Cá rất mạnh, sống ở nước biển, nước ngọt, nước đồng, nước ruộng, cống rãnh luôn. Nhưng mà khi ta ăn thịt caro thì ăn một ngày một con, nếu ăn 6 ngày liền thì nghỉ một ngày. Một ngày chúng ta ăn không quá một con, nhưng mà ta ăn 6 ngày liền phải nghỉ một ngày rồi mới tiếp tục ăn bà con ạ. Xin bà con ta chú ý, chúc bà con ta vui, trẻ, khỏe, đẹp. Nào 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 nào, xin chào.